trở lại với buổi livestream của Thẩm Mỹ Viện Việt Nam ngày hôm nay. Và tiếp tục là những câu chuyện về điều trị da. Thì ngày hôm nay chúng tôi rất là vui khi được gặp gỡ bác sĩ Phạm Anh Khoa, là bác sĩ chuyên khoa 1 da thẩm mỹ. Ngày hôm nay bác sẽ làm việc tại Thẩm Mỹ Viện của chúng tôi và cùng tư vấn và thăm khám một vị khách hàng đến tư vấn da. Vâng, em xin mời bác ạ. Vâng, chào mọi người. Tôi hôm nay sẽ giới thiệu cho mọi người về cái tình trạng da của cô Đỗ Thị Hoàng Anh. Thì đây các bạn sẽ thấy rằng trên da của cô ha, tôi sẽ phân tích cho mọi người thấy. Thứ nhất là theo độ tuổi thì chứ vấn đề lão hóa da đó là vấn đề rất là thường gặp, thì chúng ta sẽ thấy những cái nếp nhăn, đặc biệt là nếp nhăn vòng giang mày khá là rõ. Có thể cười lên chút được không ạ? Nhăn xíu, nhăn chán lại chút. Khi chúng ta sẽ thấy rằng những cái nếp nhăn khi chúng ta cử động, đặc biệt vòng giang mày, đặc biệt những vòng này, nó là biểu hiện của cái dấu hiệu của cái lão hóa da. Nếu mà bạn để ý một kỹ xíu thì vùng trán chúng ta thấy có những cái nếp nhăn li ti mà nó không những là nó nhẹ, nhưng mà khi mà cử động khuôn mặt biểu cảm nhiều thì cái những nếp nhăn này nó sẽ tạo ra những cái đường hàng sâu trên trán, và người ta nói rằng những cái nếp nhăn đó là cái dấu hiệu của lão hóa da. Rồi ngoài ra chúng ta sẽ thấy rằng cái nếu mà chúng ta để ý cái mật độ da thì cái da của nó khi mà nó mất cái lượng collagen và elastin đi, thì cái da của nó sẽ kém cái độ đàn hồi đi, mình thấy nó sẽ bị chảy xệ. Và vấn đề của chúng ta là bây giờ chúng ta sẽ làm sao để giải quyết được cái nếp nhăn của trên trán của cô ha. Có thể nếp nhăn ở phần chân chiên và góc mắt, và làm sao để boost lại cái da của cô cho nó săn chắc lại, giảm hóa là những cái vết nhăn li ti trên da. Thì khi mà chúng ta làm được cái thành công thì gần như cái độ tuổi của mình sẽ thấy nó cải thiện từ 5 cho đến 10 tuổi so với cái tuổi thật của mình. Thì hôm nay thì rất là vui khi được điều trị cho cô Hoàng Anh. À, trong quá trình làm thì nếu cô có khó chịu hay gì đó thì cô cứ bảo thì cô nói với con. Thật ra cái lộ trình này điều trị rất là nhanh gọn, bạn chỉ có thể mất khoảng tầm khoảng 10 đến 15 phút để thực hiện toàn bộ cái liệu trình gọi là điều trị hóa da và xóa những cái nếp nhăn ở trên khuôn mặt mình bằng một cái phương pháp mới gọi là phương pháp mesotherapy, hay còn gọi là cấy siêu vi điện để kích thích tăng sinh collagen và elastin. Rất là vui khi được thực hiện trên kênh này để mọi người cùng tham khảo. Xin chào cô. Cô ơi, cô có thể cho con được biết là lý do vì sao mà cô lại biết đến Thẩm Mỹ Viện Gan Nam để mình đến mình tư vấn mình điều trị da vậy cô? Tại con đến đây cô chăm sóc da đó. Có người bạn giới thiệu tới. Cô đã từng làm những dịch vụ gì rồi? Trước giờ là cô đã chăm sóc da là làm những gì rồi cô? Cô chưa làm mà. Là hôm nay là cô đến lần đầu tiên để điều trị da đúng không? Đúng. Trước đó thì mình đã từng điều trị ở đâu và đã xài những loại kem gì chưa cô? Chưa điều trị đâu hết, mà xài kem thì xài lung tung cũng không có nhớ hả? Dạ vâng ạ, thì may mắn là hôm nay là mình đến Thẩm Mỹ Viện Gan Nam thì may mắn là mình lại gặp được bác sĩ Khoa. Và bác sĩ rất là có nhiều chuyên môn về cái việc điều trị da. Thì rất là hy vọng là hôm nay là mình sẽ có một cái quả mình hài lòng cô ha. Dạ. Cô cũng mong muốn được vậy. Dạ vâng ạ. Như chúng ta đã thấy thì bác sĩ của chúng ta đang sát khuẩn lại trước khi mà thực hiện phương pháp. Và đặc biệt thì đến với Thẩm Mỹ Viện của chúng tôi thì tất cả các phương pháp điều trị đều được chính tay bác sĩ tư vấn thăm khám và điều trị, nên khách hàng là chúng ta có bất cứ những cái mà lo lắng, những cái thắc mắc về điều trị da cũng như phẫu thuật thẩm mỹ thì có thể là inbox trực tiếp tại livestream này, hoặc là đến trực tiếp với Thẩm Mỹ Viện của chúng tôi để các bác sĩ có thể là thăm khám và tư vấn trực tiếp cho mình nha. Vâng ạ, bác sĩ Khoa của chúng ta đang tiếp tục cái liệu trình điều trị của mình, và chúng ta có thể thấy khuôn mặt của khách hàng hoàn toàn là không đau, không sưng, và đặc biệt là chúng ta không cần nghỉ dưỡng gì cả. Vâng ạ. Trong khi mà bác sĩ Khoa đang tiếp tục cái liệu trình điều trị cho cô thì chúng ta có thể là trao đổi với bác sĩ chút xíu ha. Bác sĩ có thể cho em hỏi là với cái phương pháp điều trị này thì chúng ta có thể duy trì bao lâu chúng ta làm một lần, và bao lâu thì nó sẽ có hiệu quả ạ? Thường cái liệu pháp này á, mình sẽ giải quyết cái nếp nhăn khá là hiệu quả trong vòng khoảng 24 đến 48 tiếng, là chúng ta đã thấy cái nếp nhăn đó là biến mất rồi.
cái da của mình thì cũng thời gian đó mình sẽ thấy có sự khác biệt hẳn, thì da nó sẽ căng mịn hơn, giảm những cái vết nhăn nhỏ ở trên khuôn mặt của mình. Đồng thời nếu mà mình cảm giác mình sờ hoặc là mình trang điểm á, mình thấy nó sẽ mướt hơn cái làn da. Liệu trình này á, thường á, thì nó có hiệu quả kéo dài được 3-6 tháng. Tuy nhiên đối với những cái làn da lão hóa nặng, ví dụ khô này á, thì mình có thể kết hợp thêm một số liệu trình, ví dụ VIP để nó kích thích tốt hơn cái việc tăng sinh collagen. Đồng thời thì mình cũng có thể lặp lại cái liệu trình này khoảng 3 tháng hoặc là 2 tháng gần hơn, tùy vào cái tình trạng lão hóa da mà chúng ta đánh giá. Vâng ạ, em cảm ơn bác. Bác có thể cho em hỏi là sau khi mà mình điều trị những cái phương pháp này thì mình chăm sóc như thế nào để nó mang lại hiệu quả tốt nhất ạ? Thường thì cái liệu pháp này thì tương đối nó khá là nhẹ nhàng và an toàn, nó gần như là chúng ta cũng không phải kiêng cữ gì nhiều. Nhưng mà tôi cũng khuyên là chúng ta hạn chế là có massage mạnh cái vùng mặt, cũng như là chúng ta đi xông hơi á, thì vì nhiều khi thì nó có thể ảnh hưởng cái chất lượng của cái sản phẩm mà mình tiêm vào da của mình. Chỉ hiểu là như vậy thôi. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác. Và ngoài những điều trị bằng phương pháp Metholotherapy thì tại thẩm mỹ viện của chúng tôi còn rất là nhiều phương pháp điều trị da, ví dụ như là laser điều trị sạm nám da, thay da siêu vi điểm, triệt lông, rất là nhiều phương pháp. Và nếu mà chúng ta có những nhu cầu cần tư vấn về điều trị da cũng như phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng có thể là đến trực tiếp thẩm mỹ viện của chúng tôi để bác sĩ tư vấn. Vậy là bác sĩ Khoa của chúng ta đã hoàn thành xong cái liệu trình đầu tiên của vị khách hàng ngày hôm nay. Xin mời bác Khoa có một đôi điều chia sẻ ha. Sau khi mà chúng ta bác sĩ đã làm xong cái liệu trình gọi là tiêm siêu vi điểm hay còn gọi là mesotherapy, mình thấy là có thể ban đầu cũng như là thấy có những cái vết tiêm thôi, nhưng mà cái những cái tiêm này thì thật ra là tại da của cô nó lão hóa nhiều, cái mạch máu nó khá là dễ, nên nó sẽ dễ lầm. Và những cái nốt này thì nó sẽ cải thiện nhanh trong vòng khoảng 1-2 ngày thì nó hoàn toàn biến mất. Hiện tại thì các bạn đang chườm lạnh cho nó giảm thiểu cái cải thiện nhanh hơn cái những cái mạch này. Thường thì kết quả chúng ta sẽ thấy là cái da sẽ còn 24-48 giờ sau, cái làn da này nó sẽ cải thiện một cách rất là mạnh mục, bảo gần cải thiện ngay về chất lượng của cái làn da của mình. Nhẹ những cái lần đầu lần chưa lên nắng thì khá nha. Như có thấy sao, con có cảm thấy gì không? Tê tê cái mặt hả? Tê tê cái mặt thôi đúng không? Giờ không có đau gì hết đúng không con? Vâng ạ, chỉ với chưa đến 10 phút thì cô sau 48 tiếng nữa thì cô sẽ có một cái làn hoa làn da rất là trẻ hóa. Vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn sự có mặt của bác sĩ Khoa cũng như là bác sĩ Vũ đã đến với buổi live stream hôm nay, cũng như là những chia sẻ về việc chăm sóc da cũng như là những tình trạng da rất là hay gặp phải hiện nay. Và rất hy vọng là chúng ta sẽ còn gặp lại được nhiều hơn bác sĩ Khoa và bác sĩ Vũ trong những chương trình live stream tiếp theo. Vâng ạ, xin cảm ơn hai bác ạ.